Xin chào quý các bạn. Như vậy là ngày hôm qua, ngày mùng 6 tháng 3, tại Hải Phòng, chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyển lắp ráp, một bước đánh dấu thành công của chu trình sản xuất thử nghiệm dòng ô tô thương mại Made in Việt Nam. Đây cũng là khâu cuối cùng khẳng định VinFast đã hoàn tất việc lắp đặt và sẵn sàng đi vào vận hành nhà máy sau đúng 18 tháng tham gia ngành công nghiệp ô tô một con số có thể nói là không tưởng và đầy ấn tượng. Chiếc xe lắc SA 2.0 vừa hoàn thiện có hình thức chuẩn đẹp như mẫu thiết kế và đang lăn bánh trên khu đường thử của nhà máy mà quý vị và các bạn đang thấy ở trên hình ảnh lúc này. Bây giờ thì mời các bạn cùng điểm lại một số thông tin cũng như thông số của chiếc SUV nhà Vin. Xe được trang bị động cơ DOHC 2.0 lít 4 xi lanh tăng áp, công suất tối đa 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm, hộp số được trang bị trên xe là loại hộp số ZF 8 cấp, hệ thống dẫn động hai cầu toàn thời gian cũng như tính năng an toàn hàng đầu như phanh đĩa tản nhiệt phía trước này, phanh đĩa đặc phía sau, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, TCS, HSA, ROM, cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Một chiếc xe được hoàn thiện sau khi tuần tự trải qua đầy đủ 6 công đoạn tại các cái xưởng ở trong nhà máy của Vin, bao gồm dập, hàn thân vỏ, sơn, động cơ, phụ trợ và lắp ráp đã đưa VinFast trở thành nhà sản xuất xe hơi đầu tiên tại Việt Nam, sở hữu một chu trình sản xuất khép kín, đồng bộ và hoàn chỉnh. Đây cũng là chu trình sản xuất xe hơi hiện đại bậc nhất trên thế giới, trong đó nổi bật là dây chuyền gia công và lắp ráp động cơ, có khả năng tự động gia công tinh thân máy, nắp mặt máy, mạ lòng xi lanh, nhiệt luyện và gia công trục khỉu. Hạng mục nổi bật thứ hai trong chu trình sản xuất khép kín của VinFast là xưởng sơn, cùng hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại áp dụng công nghệ tự động hóa 4.0 của tập đoàn Đường Đức toàn bộ các công đoạn sơn đều được vận hành khép kín tự động và từ công đoạn xử lý bề mặt, phun keo gầm, phun sơn lót, sơn phủ với 79 robot phun sơn tự động đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho nước sơn của xe. bên cạnh đó thì là xưởng dập và xưởng hàn thân vỏ hiện đại được tự động hóa tối đa với 1.200 con robot. toàn bộ các chu trình trên thì đều được kết nối thông qua băng truyền tự động và quản lý bằng hệ thống quản lý sản xuất thông minh MES của Siemens. VinFast công bố rằng những chiếc xe đầu tiên của giai đoạn sản xuất thử sẽ được VinFast chuyển đến nhiều quốc gia như Áo, Australia, Úc hay các nước khác để kiểm định chất lượng, đảm bảo xe của mình phù hợp với các tiêu chuẩn cao cấp của châu Âu. Quá trình kiểm nghiệm cũng sẽ được VinFast tiến hành song song tại Việt Nam để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng cũng như phù hợp với nhiều điều kiện vận hành và khí hậu khác nhau. Dự kiến ô tô VinFast Fadil và VinFast Lux phiên bản thương mại sẽ lần lượt được bàn giao cho khách hàng trong quý 2 và quý 3 năm nay. Có lẽ tất cả những thông tin từ trước tới nay mang nhiều sự hoài nghi về VinFast cần phải xem xét lại. Chúng ta là những công dân, những người tiêu dùng của đất nước Việt Nam, hoàn toàn có quyền mơ và viết tiếp giấc mơ sở hữu một mẫu xe do chính người Việt Nam sản xuất. Vâng, và chỉ ngay bên kia bán cầu thôi, tại triển lãm Geneva Motor Show 2019 thì hãng Magna đang trưng bày triển lãm một mẫu concept lắc V8 nếu như so sánh về mặt thông số thì đây là mẫu xe hiệu suất cao, không kém gì những tên tuổi như Porsche, Bentley Bentayga hay thậm chí có phần nhỉnh hơn cả những tượng đài như Bentley Bentayga Speed, mẫu SUV nhanh nhất thế giới mới được Bentley công bố. Và chúng ta có thể tự tin nói rằng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên một mẫu xe do Việt Nam sản xuất được sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Quý vị và các bạn thấy sao về những mẫu xe của VinFast và đặc biệt là mẫu xe vừa mới được lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, chia sẻ thật nhiều những ý kiến về những mẫu xe của Vin Như quý vị và các bạn cũng đừng quên, nếu video hay nhớ like và share cùng subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe Vinfast tại thị trường Việt Nam cũng như là trên trường quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.